Bảo Xuân chiết xuất từ tinh chất mầm đậu nành hân hạnh tài trợ chương trình này. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thật tuyệt vời, vết sạm mờ đi, da mình sáng mịn hẳn lên, chỉ sau 3 tháng kiên trì, không còn bốc hỏa, mất ngủ, đúng như mình mong muốn. Hơn cả sự mong đợi, mình tự tin xông ca cùng chồng, anh ấy ngạc nhiên lắm. Chính là nhờ Bảo Su Gold mới, với tinh chất mầm đậu nành, vitamin E thiên nhiên và collagen từ cá biển sâu, giúp tăng cường nội tiết tố nữ. Bổ sung thêm canxi, Bảo Su 50 cộng dành riêng cho tuổi mãn kinh. Bảo Su cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân. Chào đón quý vị khán giả đã đến với chương trình Hòa Nhịp Yêu. Và ngày hôm nay khách mời của chúng ta cũng là một gương mặt rất là quen thuộc với mọi người. Xin được giới thiệu nhà báo Trác Thúy Miêu. Chào Đại Nghĩa và chào quý vị khán giả của chương trình Hòa Nhịp Yêu. Một người phụ nữ luôn luôn chủ động với tất cả mọi việc của mình. Đó là cái điều mà không phải người phụ nữ nào cũng có thể làm được. Đặc biệt là trong những cái chuyện tế nhị, những cái chuyện chăn gối, chuyện vợ chồng, chuyện phòng the. Bởi vì họ rất là sợ cái việc là nếu như bây giờ họ chủ động thì sẽ bị một cái sự đánh giá từ phía người chồng của mình là một người phụ nữ hư hỏng. Thì không biết rằng với chị Trác Thúy Miêu thì điều đó như thế nào? Có bao giờ các anh nghĩ là ngay cả khi chúng tôi rụt rè và thụ động, đó là chúng tôi chủ động, thụ động và rụt rè. Là cố tình đó hả? Ừ, thật sự đó là một trò chơi. Và rất nhiều chị em chọn cái cách là thụ động, rụt rè hay mắc cỡ. Nhưng mà rất thú vị nếu họ chủ động chọn sự thụ động đó. Tại vì ông chồng mình cái máu á, là thích chinh phục, chủ động chọn vai cho mình, chủ động chọn tính cách, chủ động làm cái vị nhạc trưởng, bắt nhã, khoan nhạc. Có lúc tiết tấu nhanh là do mình muốn như thế, có lúc tiết tấu chậm là để xoa dịu. Miễn là không phải chậm là vì mình mệt thôi là được rồi. Nhưng mà không phải người phụ nữ nào cũng có đủ bản lĩnh để chủ động thụ động. Tức là những trường hợp thụ động thật sự. Với chị Miêu thì những người phụ nữ đó liệu rằng có giữ được hạnh phúc của mình hay không? Một điều chắc chắn là không rồi đó. Tại vì trước hết là trên giường mà không hạnh phúc thì có hạnh phúc đâu mà giữ. Thứ nhất là về giáo dục. Chúng ta bị nói rằng là những cái người đàn bà mà chủ động nghĩ đến tình dục, ham mê tình dục là hư hỏng. Thậm chí là ngay cả ông chồng nữa. Có thể đi ra ngoài ăn chơi với những cô nàng rất trác táng và trải nghiệm. Nhưng mà về nhà, bà vợ chỉ cần hôm đó bận bộ đồ ngủ hơi gợi tình một tí là đã đánh giá vợ, thậm chí nổi ghen, bóng ghen gió. Thì tôi không kể rồi, thì chỉ có một cách để mà cải thiện, đó là làm một cuộc hôn nhân mới. Thế thôi. Ngoài ra còn có một nguyên nhân, mà nguyên nhân này thì Miêu thương thật sự. Miêu thông cảm với chị em thật sự. Đó là không cảm nhận được khoái cảm. Chưa bao giờ thấy cái chuyện tình dục là hay ho. Đó là vì hạn hán, thiếu mưa, khô rác, đau đớn, gượng ép nhưng vẫn phải giữ chồng. Cho nên thoái thác được chừng nào hay chừng đó. Vậy thì các ông chồng khi mà như vậy thì thường là trách vợ là cái đồ đàn bà gì đâu mà không có mở màn lãng mạn mơn mẩn gì hết trơn. Mà đôi khi các anh cũng vô tình không hiểu được một điều rằng là cái độ tuổi mất phong độ của đàn ông rất dễ nhận biết. Khi mà ngọn thương ngày hôm qua còn lẫm liệt ra xa trường thì hôm nay thì nó như cái cọng dây rồi. Thì mình nhìn vô là mình biết là cái tuổi đàn ông mất phong độ. Còn đàn bà nó ẩn sâu bên trong nội tiết tố. Không ai có thể biết, không ai có thể nhìn thấy. Không ai có thể cảnh báo. Bạn bè nữ có thể cảnh báo nhau là ê, tôi thấy mắt bà có chân chim rồi đó nha. Chứ không nói, tôi thấy nội tiết tố bà dạo này sút giảm. Có nghĩa là sẽ không ai nhìn thấy để cảnh báo cho cái người phụ nữ. Từ độ tuổi trẻ cho đến độ tuổi trung niên. Và rất có thể khi mà cái sự thụ động càng ngày càng tăng cao, thụ động tăng cao sẽ dẫn đến kháng cự. Và rất có thể kháng cự đó là khi mà sự hạn hán và lão hóa của nội tiết tố bên trong cơ thể của phụ nữ nó đã đến mức độ báo động rồi. Thì đó là cái trường hợp mà khi phụ nữ thụ động mà tôi nghĩ là đáng thương, đáng tiếc và đáng thông cảm nhất. Dạ, theo chị thì có bao giờ do người phụ nữ họ mặc cảm không? Ừ, phần lớn là do mặc cảm đó. Không có người đàn bà nào mà tự hài lòng với mình 100%. Và thuộc tính mặc cảm tự ti nó có trong kể cả những người đàn bà thành đạt nhất. Cái đó là mình khẳng định luôn. Cũng như đàn ông mấy người, ai cũng có điểm yếu. Đúng không? Có người thì không tự tin về điểm này, có người không tự tin về đồng lương, có người không tự tin về cái chiếc xe mình đang cưỡi. Thì đàn bà cũng như vậy. Và rất có thể cái sự tự ti đó nó đòi hỏi chỉ cần là một sự khích lệ. Nhiều cô cứ vô trong phòng là nói bật sáng đèn là không có gần chồng được. Phải tắt đèn tối thui
mặc cảm là cái bụng mình nó bự, cái eo mình nó không có được nhỏ, rồi mình không có mỡ màng bằng chị em, hoặc là đơn giản là em có đôi bàn chân xấu lắm, mình đừng có nhìn. Có vậy thôi mà bị ám ảnh. Và chỉ vì một cản trở, một cái mặc cảm về cơ thể, về nhan sắc, về tâm lý, nó bích hết tất cả những cái cửa khác để mình tận hưởng. Đôi khi á, muốn báo cho cái người đàn ông của mình biết á, cách hay nhất không phải là tôi muốn rồi đây nè, mà tạo ra cho người ta cái cảm giác tôi cũng muốn rồi đây nè. Đôi khi ảnh nằm quay lưng lại, lanh qua áp cái cơ thể mình lên cái tấm lưng đó, vùi cái mặt vô cái gáy đó. Mình hiểu trên cơ thể của cái người bạn đời của mình, hơi thở của mình đó, nhịp tim của mình đó, cơ thể của mình đó, thân nhiệt của mình đó. Đó chính là, tôi cho rằng đó chính là cái thông điệp nhanh, ngắn, gọn, lãng mạn, ý nhị và hiệu quả nhất. Đôi khi nằm bên cạnh nhau cứ tưởng rằng là đã mệt và đã ngủ rồi, nhưng mà chỉ cần một cái bàn tay nắm siết nhẹ cái thôi là hiểu chưa ngủ không. Thì thay vì vợ chồng với nhau bày vẽ mọi chuyện cho nó rườm rà xa cách, hỏng chi bằng ta nói thật được với nhau và ta chủ động nói với nhau, nó sẽ cởi bỏ cho người đàn ông rất nhiều. Trong những trường hợp người đàn bà là cái người vợ là cái người thụ động á, ông chồng ông muốn ông không dám nói, nhìn thấy mặt vợ nhăn như con khỉ thấy tội nghiệp quá, thôi mình ráng nín nhịn thôi, có thèm lắm thì cũng đi đá banh với anh em cho nó quên đi, rồi cũng không dám đề nghị với vợ. Với những người phụ nữ để họ chủ động thì có lẽ là cũng cần phải có một cái sự tự tin, và cái sự tự tin nó phải đến từ chính cơ thể của họ, thì phải có được cái sự tự tin, sự tươi trẻ đó thì họ mới dám chủ động và quyến rũ chồng mình. Trước hết thì người phụ nữ phải tin rằng là mình đẹp thật. Vậy thì chỉ có cách duy nhất để tin điều đó, đó là đẹp. Đẹp khi đi ra đường, đẹp trong bộ trang phục gợi cảm, hay đẹp ở cái khoảnh khắc ở trong phòng chỉ có hai vợ chồng với nhau thôi. Sức sống đó, sinh lực đó, làn da đó, độ tuổi lúc đó chỉ còn là con số. Mà cái tuổi thật sự là cái tuổi sinh lực của mình, độ tuổi sinh lực, sinh lý hoàn toàn có thể cải thiện một cách chủ động. Vậy muốn tự tin chủ động trong đời sống ái tình, tôi cho rằng là người phụ nữ phải chủ động trong việc quyết định độ tuổi sinh lực của mình. Và mình quyết định điều đó như thế nào chị, khi thời gian đâu chờ đợi một ai? Và thật sự là có những vũ khí để không ai đánh thắng được thời gian, nhưng mình có thể kéo dài cái khoảng thời gian là khi mà cái tuổi lão hóa nó tác động đến mình. Đối với Thúy Miêu á, sự đồng hành của thực phẩm chức năng rất là quan trọng. Trong đó có những thứ không có gì là chiêu thức bí truyền của Từ Hy Thái Hậu cả. Một viên thuốc nhỏ có thể cải thiện được những điều mà tôi đã tin khi tôi gặp những người phụ nữ. Và họ nói với tôi là phải chi tôi biết điều này sớm hơn. Từ độ tuổi 30 cho đến độ tuổi 40 của tôi đã phải cam chịu là một người trung niên. Cho đến 40 tôi khám phá ra cái cách này, tôi mới được là một cô gái trẻ trở lại. Tôi tin vào cái sự trẻ hóa của mình. Thì đừng bao giờ để cho mình phải hối tiếc là đến một lúc nào đó quá muộn mình mới khám phá. Thậm chí là ví dụ như đơn cử là nhãn hàng Bảo Xuân. Cái điều mà tôi thích nhất đó, đó là cái khoanh vùng độ tuổi. Có những cái liệu trình và những cái thành tố đặc biệt dành cho những cái độ tuổi đặc biệt. Ở đây chúng ta thấy độ tuổi từ 30 đến 50 là người phụ nữ đã phải biết lo xa. Thậm chí từ 20 mấy tuổi là ta đã phải chăm sóc cho cái nội tiết tố của mình. Cái thứ nó ở bên trong cái cỗ máy của mình. Nhưng không phải là qua 50 người đàn bà không còn tận hưởng được đời sống nữa, mà tiếp tục qua 50 lại có một cái package khác để dành riêng cho cái độ tuổi đó. Vậy chỉ cần tôi nhìn vào cái tuổi 50 cộng ở đây, tôi cảm thấy đây là một con số cực kỳ lạc quan. Đó là thanh xuân của người đàn bà vẫn có thể được duy trì đến qua độ tuổi mà như các bà, các mẹ chúng ta là đã làm bà nội, bà ngoại rồi. Vậy thì mọi thứ nó quá dễ dàng, đã được tính toán, đã được sắp bày. Vậy tại sao ta không trang bị cho mình những cái vũ khí, đó là sinh lực. Hãy để một ngày nào đó người đàn ông bảo thật là thú vị được làm chồng của em, được đồng hành với em, được làm bạn tình của em đến bây giờ. Và nếu như chúng ta biết sử dụng những cái thứ vũ khí đó để dành cho bản thân mình thì chắc chắn rằng mình không có bị thời gian làm lão hóa đi, mình sẽ không có bị sự chi phối của nó, và mình sẽ vẫn giữ được cái sự trẻ trung cho chính bản thân mình. Và khi mình trẻ trung, mình tươi mới, mình năng động, mình sáng tạo thì chắc chắn rằng là phụ nữ sẽ hoàn toàn tự tin trong tất cả mọi việc, kể cả cái chuyện chăn gối. Tôi hoàn toàn tin rằng là sau độ tuổi 50, người phụ nữ vẫn có thể chủ động ra tín hiệu,
chủ động chăm sóc bản thân và chủ động sáng tạo trong đời sống tình dục của mình. Dạ. Cảm ơn chị Trái Tim Miu đã chia sẻ cùng với quý vị khán giả của chương trình. Và cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Hòa Nhịp Yêu. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong một chương trình lần sau nhé. Bảo Xuân, 97% khách hàng thấy hiệu quả sau 42 ngày sử dụng. Sản phẩm không phải là thuốc, không thể kết thúc chữa bệnh. Cùng đã ngoài 50 mà sao cô ấy thật tươi trẻ, khỏe mạnh và hạnh phúc. Còn mình thì nám sạm, bốc hỏa, đau nhức và ngại gần chồng. Đó là bởi cô ấy duy trì được hàm lượng nội tiết tố nữ dồi dào nhờ bảo xuân tuổi 50 cộng với tinh chất mầm đậu nành và canxi giúp tăng cường nội tiết tố nữ, làm đẹp da, giảm khô hạn, bốc hỏa, chống loãng xương. Bảo xuân tuổi 50 cộng cho tuổi 50 tự tin tận hưởng cuộc sống. Bảo xuân cân bằng nội tiết, gìn giữ nét xuân.